first time, everyone. And 3,000 min. Hello, Paul Brown. ฉันเงี้ยแต่ฉันชัวร์จ้ะสปอตแต่ฉันแต่ฉันชัวร์ Hello,
Em thì ngày nào cũng 3 sao, hơn 3 sao trở lên anh Hoàng. Nhưng mà 3 sao thì thấp quá. Hello Nguyên. Em có user đâu anh, nhìn xem bên em chả có VIP nào luôn. Vâng, không có, em nhìn xem còn có VIP nào đâu. Kể cả mà có VIP, cần VIP kiểu long do hay VIP có tặng đâu. Chán lắm. Anh mới trên Vivo mà anh đã mua KC rồi đó anh Thanh. Em chưa mua một hạt nào luôn. Em đi mua support hai miếng Costa. Cứ nhảy thôi anh. Nhảy biết đâu có ai quay thương tình thì người ta tặng thôi. Đi dạo luôn. Em chả mua bao giờ. Con trai cũng tùy lên đi, kiểu cái anh Trương thì trên ca thì ông ấy một ngày còn thùng thôi. Làm ăn tiền phết đấy. Thank you man. Thank you man. Tặng được có mấy hạt đậu vậy. Thank you man. Ông đấy năng nổ hết ấy, kiểu xem ông like kiểu rất là năng nổ luôn. Bên mình tầm này chẳng có ai sống. Khó ghê á. Đọc mà khó đi được. I need it.
I need to keep. Thank you, Hà nha. Hôm nay cửa gì á, em còn được nhận được đậu lẻ 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 nhờ. Không ai tặng cái kiss me hay là hello trees. Thank you, the hello is your home nha. Konnichiwa, Japanese. Hello Japanese. Hôm nay kiểu gì á, sao mình cảm nhận được độ lẻ vậy? Hello bạn gần đến vào luôn nha. Giờ hôm ơi, nhiều con xe cho em lên 4 sao đi anh giờ hôm ơi. Anh giờ hôm nhiều con xe. Will, sắp con hết mi Will. Will cần tặng cái gì ấy? Diều hâu ơi, hello khi thỏ, khi thỏ. Anh bay đi đâu rồi? Anh bay đi, bay đi. Thank you.
Hello, Squid. Thank you, Will. Thank you so much. Thank you.
My heart.
good friend? Have you got friend? Love me? Yeah, it's a man. Will, give me a kiss me. Kiss me. A bye, kiss me. Give me a kiss me. Boop, 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 boop. Hello mọi người. Hello hello. Thank you.
không tin được. Không tin được. Dinh. Tưởng tên là Dinh Sen. Tưởng tên là Sen. Tưởng tên là Sen. Lòi ra nha. Lòi ra người Việt Nam nha. Bởi vì là em nói từ nãy giờ nói tiếng Việt mà tại sao lại hiểu được. Lắm Việt kiều quá. Chết mất. Thank you know how. I know how tặng quà hai viên ấy. Know how. Give me a kiss me know how. You just give me two bean. Ở chỗ anh là Vi Kiêu một ngày anh đừng có nhắc em nhảy nhảy được không, em vừa mới nhảy xong. Anh cứ vào muộn không, anh cần yêu cầu nhảy thôi. No how, give me a kiss me. You give me only two bean. Hai hạt đậu ấy. Đáng ghê à. Dinh Sen đi đâu rồi? Đúng không? Chết mất. Đi đâu rồi Dinh Sen? No. No, kiss me here. No, how you never give me. Never give me here. Kiss me. You never give me. Trời ơi. Dinh sẽ... Anh Dinh này, chị Dinh ơi. Nói tiếng Việt đi. Nói tiếng Việt đi. Không biết con trai con gái nào tặng em đi. Tặng em 2.000 đậu đi để lên 4 sao nào. Sông xanh như nào. Buổi chiều vui vẻ hoang quạo nào. Hà Nội, Hà Nội, Hà Nội. Dinh, tặng em 2.000 đậu đi Dinh ơi. Hello boy. Mai được đậu nhỉ, khó lắm luôn ý. Mai được tạo nữa rồi. Mà cắm cọc lâu lắm. Cắm cọc rất chi là lâu. Em lên 4 sao à. Help me for a 4 star everyone. Help me a 4 star. Help me a 4 star. Oh, thank you Jing. Thank you, thank you. Jing nhiều đậu lắm, Jing tặng em nhiều nhiều vòng. Jing tặng em đi. Nhưng mà không có hiệu ứng gì nhỉ? Tặng 100 đâu có hiệu ứng gì nhỉ? Ayuki đi là gì? Dinh nghe tiếng Việt xem nào. Chơi tiếng tiếng Anh, tiếng Anh mà lại còn biết tắt tắt ai mà biết được. Hello virus. Ủa tiếng Việt. Girlfriend or boyfriend? Phải như thế không? Boyfriend. Thank you, CEA. Dinh Sen, Dinh Sen.
đoán thế. Thank you CIA. Đoán thế nha Dinh Xanh nha. Nào Dinh Xanh ơi, giúp lên 4 sao nào. 2.000 đậu nữa. Happy Pasta. Dancer. Nào nó tiếng Việt thế nào, tại sao cứ nói tiếng Anh nhỉ? Việt đi, Vietnamese. Ủa nay chưa thấy Long vào nhỉ? Việt Nam. Mình xe này chắc chắn là Việt Nam rồi. Việt Nam rồi. Việt Nam. And is this? What is this? Không nước ngoài hả? Không, nhưng mà anh ơi, lúc em nói tiếng Việt vẫn hiểu mà. Em trả lời toàn bằng tiếng Việt thôi mà vẫn hiểu mà. Tender, vẽ. You are boy or girl? Gái hay trai nào? Tại vì lúc nãy hỏi toàn bằng tiếng Việt mà vẫn biết trả lời. Nhưng mà có chắc chắn là người nước ngoài không? Anh đoán thế hả? Hay là anh biết? Bà là con gái. Thôi mặc kệ như gái hay trai gì cũng không kệ. Think you nobody will love. We love. Chiều nay không có ai tặng người kiss me nhỉ? Everyone give me a kiss me. Lạnh chứ anh. Em có phải không phải người sao mà lạnh không lạnh. Lạnh lắm luôn. Awkward. What? Giờ cái gì không hiểu cả. Hello Noah. Vào nhỉ? Jin. Your name Jin. I know. Jin Sang. Thôi mẹ em tự sửa ấm được. Jin sắp bắt hết miếng pasta. And you? I'm Kim Ngư. Yeah. Real name Kim Nữ. I see the same way. Glasses, yes. Glasses, my glasses, yeah. I am a dancer. California, California. Hello Mustafa. Ui sắm cái gì thì có tiền đâu anh, no money bên của. Không có tiền sắm Tết, nhà nghèo.
Spencer. Bar. Event. Everyone, help me up, Foster. À, trời ơi, ông nhà bên kia, ông nhắc một phát nữa, tích ông ra nha. Yes, nightclub. And event in the day. Any event. Here, same. Not only club. Many event. Remy's name. What's his name? Whatever. Event here. Many. Everywhere. I show everywhere. Not only club. Dancer show everywhere. COVID-19 now stay in my hometown. You a boy or girl? Kiss me, not real kiss me.